Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tiếp theo tập 7 của tác phẩm truyện Gió lay lá cỏ của tác giả Lê Nguyệt. Thật ra sau khi biết tất cả mọi chuyện, tôi không còn căm ghét ông như trước nữa. Nhưng tận trong thâm tâm, tôi không thể nào kính trọng một người đàn ông lợi dụng đàn bà một người đàn ông vai u thịt bắp lại chịu hèn kém núp váy phụ nữ dùng tiền bạc của cô ta để vinh thân phỉ ra tôi cũng hiểu ông mở vào thế cờ triệt buộc nhưng cả đời cứ phải nghe theo sự sắp xếp của người vợ giàu có và quyền lực thì xứng đáng là trang nam tử đầu đội trời chân đặt đất hay sao thấy tôi có vẻ dịu đi bà cụ lau nước mắt rồi dịu dàng nói bà với ông ngoại con vừa là gì cháu vừa là bạn bè bà hiểu ông con hơn ai hết Ông ấy chấp nhận hy sinh mình để đổi lấy sự no ấm cho cả nhà. Nhưng thật lòng mà nói, vợ chồng nó sống với nhau rất hạnh phúc. Hai người đã dành tràn tình yêu cho đối phương. Vợ đó là người giàu có, bên ngoài nhìn hách dịch vậy nhưng bản chất lại là, là người tốt. Thật lòng thật dạ yêu thương và chăm sóc gia đình chồng. Cho nên bao giờ trong lòng ông con cũng có nỗi cắn rứt. Thường đứa con rơi của mình thương vợ nhưng không thể cùng sống chung với nhau. Bà hiểu rất rõ ông ngoại con không hề có một chút xíu tình cảm với bà ngoại con. Ngay từ đầu quen biết lẫn kia. Cho nên nếu không phải vì bà mỗi lần nhìn mẹ con đều thấy xốn sang, thì bà cũng không thể để cha con nó gặp nhau. Gặp nhau rồi tình phụ tử thiên liêng không thể nào cắt rời được. Nên đã gây ra thảm kịch này. Bây giờ mẹ con đã không còn, nhưng hai đứa cũng nên nhìn nhận ông ngoại mình. Mặc dù bà biết điều này vẫn chưa được công khai, nhưng con yên tâm. Bà có cách nói của bà, nếu như vợ của ông con biết được. Tôi dè dặt hỏi, vậy bà muốn tụi con làm sao đây? Bà đã điện thoại cho ông con rồi, ngày mai chủ nhật nó sẽ về đây, ở nhà bà chơi vài ngày để giải quyết chuyện của thằng Kích. Bà muốn hai đứa tới nuôi với ông, cô Trinh của hai đứa cũng vậy. Bà muốn ông con nhìn thấy mẹ con qua tính cách cô Trinh. Ông đi đến mấy ngày như vậy nói ra với bà vợ của ông, Chuyện đó ông con tự có cách giải quyết. Vấn đề là các con có làm được không? Cô Trinh làm tôi ngạc nhiên đến cứng họng. Con được. Thằng chồng cũng a Dua theo liền. Con cũng được. Rồi nó lại nắm tay tôi. Chị cũng được phải không chị? Để mình nói với bà nội nghỉ phụ bà vài bữa khi ông ngoại còn ở đây. Bà nội là người thấu tình đặt lý, sẽ ok thôi. Đúng là nó đang triệt buộc tôi, cô Trinh là người ngoài mà còn đồng ý thì tại sao tôi lại không? Nhưng bà ngoại con thì sao bà cụ? Bà ngoại có chấp nhận cô Trinh không? Rồi khi ông ngoài ở đây vài hôm, bà ngoại có lôi tới làm phiền ông không? Điều này con cũng yên tâm đi. Bà ngoại con sợ ông ngoại một phép, và nhất là bà không dám dở trò gì trước mặt bà đâu. Và lại bây giờ, lo là lo cho cuộc sống của hai con về sau, chứ không phải lo cho bà ấy nữa chuyện tác hợp cho hậu và trinh là tấm lòng của ông muốn thằng rể mình có người bầu bạn và quan trọng hơn người đó sẽ thay thế mẹ con chăm sóc quan tâm hai đứa cháu của ông mà bà cụ à bà là gì là bà mà nói ông ba và ông kích không nghe thì ông ngoại làm sao mà nói khác chứ con khác nhiều nữa à bà là gì thôi đâu có ảnh hưởng gì tới cuộc sống và quyền lợi của cha con nó nhất là con mẹ của nó vợ thằng ba cái thứ thượng đội hạ đạp, trọng phú kinh bần. Bây giờ nó có thế lực, nó tưởng như vậy là dữ dội lắm. Nhưng nó không thể ngờ được là trong tay ông của con còn có lá bài tẩy của ông cố con để lại. Nó làm quá đáng thì cùng lắm là ngọc nát vàng tan, vậy thôi. Trầm hấp tấp hỏi vặn lại. Ờ, ngọc nát vàng tan là sao bà cụ? Là nếu nó làm thấy ghét quá, ông con một khi lật lá bài tẩy lên, nó sẽ mất trắng, tất nhiên nó cũng sẽ chẳng chịu ngồi im mà chịu trận vậy là đem chuyện mẹ của con phanh phui trả thù ông con vì vậy mà phải chịu thêm một trận dày vò nhưng bà tin rằng tình yêu lớn của vợ đối với chồng mấy mươi năm giận thì giận nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ bà ngoại sau của con sẽ chẳng để trong lòng lâu đâu thấy sợ quá bà cụ đời mà con có bước vào mới thấy trăm ngàn phức tạp các con còn nhỏ Mặc dù bà ngoại khó khăn, nhưng con cũng đã được đùm bọc. Bên cạnh đó còn có bà nội và cha của con thương yêu, nên chưa thấy cạm bẫy khổ đau nào. Cha con có, cô Trinh có, bà ngoại con cũng có. Bà cụ nói xong nhìn cô Trinh chốt lại. Con nghe chuyện nãy giờ, còn có ý định gặp ông ngoại hai đứa nó và chấp nhận làm vợ cha nó không? Con đã nói rồi, con sẵn sàng mà bà. Bây giờ con lại biết thêm vì sao mà hai đứa nhỏ kêu bà bằng bà cụ khi mà bà nhỏ tuổi hơn bà ngoại của nó rồi bà cười hài lòng đang lúc đó điện thoại trên đầu tủ lạnh của bà reo vang ông đến cầm lên nghe vài câu rồi đưa cho bà thằng ba nó gặp em bà cầm điện thoại trúng chín cười chậm nói với cô trinh con nói cho cô nghe nha ông bà cụ của con già như vậy chứ kêu nhau bằng anh em không hả à? ngưỡng mộ muốn chết sau này cô với cha con cũng phải anh em tới già nha cô trinh cười Bà cụ cười vào máy. Mày nghe thằng cháu ngoại mày nói chuyện không? Nó lại chen vô nữa. Ghét cái tiếng mày lắm, nhưng bạn bè kêu nhau thì được. Con cho bà cụ kêu mày đó. Vì hồi nãy bà cụ nói bà với ông ngoại con vừa là gì cháu vừa là bạn bè mà. Nó gọi ông ngoại con một cách kính trọng và chiều mến, làm bà cụ bật cười sang sảng trong điện thoại. Bà bấm loa lớn cho mọi người cùng nghe. Tiếng ông ngoại ấm và lớn. Hai đứa nó no đang ở nhà gì à? Đúng rồi, tao cũng đã nói với nó về chuyện ngày mai mày về. Đứa nào cũng mừng, vậy mai mày về sớm không? Tôi đang ở bên nhà mấy đứa em, nên gọi cho gì giờ này? Mai sáng tôi có chút chuyện nên về trễ. Tôi đi chuyến xe đỏ cuối cùng và sẽ về thẳng nhà thằng ba khoảng 7 giờ tối. Dì và dượng qua nha. Nói thằng hậu chờ cô bạn gái nó và dắt hai đứa nhỏ qua trễ một chút, khoảng nửa tiếng để tôi giải quyết công chuyện trước tránh trường hợp đôi co. Tôi có kêu thằng ba biểu thằng kích lại rồi vậy mày có ở nhà tao không sau đó sẽ cùng về với dì Dưỡng tôi đã nói với vợ tôi là chuyến này về nhà dì dựng chơi vài hôm có thể sẽ cùng dì dựng về thăm mộ ông bà ngoại và thăm các cậu dì một chuyến cũng đã quá lâu rồi tôi chưa về quê ngoại rồi mày nói nghe tao mừng quá dì trong mình cũng lâu lắm rồi không bên cạnh nhau lâu ngày dì chờ tôi nha tôi nhớ gì lắm nói với hai đứa nhỏ tôi cũng nhớ nó bây giờ chắc tụi nó cũng lớn lắm rồi nghe những câu nói của thằng cháu trai tôi đoán nó thông minh lắm tôi thấy ấm lòng gì à? Bà cô bậm môi, nước mắt trực rơi. Bà nói thật chậm. Ngày mai, mày gặp tôi nó bằng xương bằng thịt. Ôm nó trong tay, mày sẽ cảm thấy ấm lòng biết dừng nào. Hai đứa cháu của mày đẹp, ngoan hiền, y như con gái mày vậy. Dì nó bị tụi nó dùm. Trong những ngày tôi về quê, ngoài giờ học thì đến nhà dì ở với tôi. Mà kệ bà ngoại nó có cho phép hay không nghe, nghe gì? Cha con tôi chỉ gặp nhau dây lát chứ chưa bao giờ cả ngày bên cạnh nhau cả. Hối tiếc này tôi sẽ bù đắp lại cho con của nó. Tôi nó đang nghe nè. Vậy được rồi, tôi cúp máy bảo về nhà nha gì. Lúc này sao tôi buồn quá, chỉ muốn gặp những người mình yêu mến thôi. Tâm trạng tôi như vậy mà cha con thằng ba chọc tới chắc tôi nhai đầu nó quá. Không mày ơi, thôi, mai về đi, rồi gì cho mình xong kiếm hợp bích. Thằng chậm bỗng dưng kê miệng một điện thoại nói lớn. Ông ngoại ơi, Ông đừng buồn, về đây con mắt xa cho ngoại hết stress liền. Ngoại buồn con đến cờ tướng với ngoại giải trí nha. Tiếng ông ngoại cười xòa trong điện thoại. Trầm của ngoại ngoan quá. Này, chạy xe đạp được chưa? chờ ông ngoại 70kg nổi không? Chạy thì chạy được rồi, nhưng con chưa chở ai tới 70kg hết. Con chở ông thử coi sao nha. Rồi lỡ quăng ông làm sao? Thì ông trở lại con, ông về ở nhà bà cụ. Mẹ trên của con nấu đồ ăn ngon cho ông. Ông đã từng ăn bún bò Huế chưa? Mẹ Trinh con nấu ông ăn bụng nồi trà rúi luôn à. Ông ngoại cười khanh khách. Nghe còn nói không cũng đủ vui rồi. Ngoại đang buồn, nghe tiếng của con tự nhiên cảm thấy bao nhiêu phiền toái đều đã chút xuống đất. Tối mai ông cho mình sẽ gặp nhau nha. Chị con có đó không? Có này ông ngoại, nhưng chị con nằm thắm lắm chứ không có giảm xí đú như con. À mà ngoại ơi, con giảm xí đú vậy chứ học giỏi lắm nha ngoại, năm nào cũng lãnh thường hết á. Cháu ngoan của ông, lần này về ông sẽ thưởng cho hai cháu. Hỏi thường đi ông ơi, miễn ông vui là tụi con vui. Con lớn rồi, không có vòi vĩnh quà nữa đâu. Nghe mát cả ruột gan, thôi, ngoại về nhà đây. Mai gặp nói chuyện cả đêm với con luôn, chịu không? Dạ chịu chứ, phải chi hôm nay ông ngoại về, ngày mai chủ nhật chị em con ở với ngoại trọn vẹn một ngày luôn. Chị em tôi từ giã ông bà cụ ra về, nhà bà ngoại vẫn không mở đèn, chắc là bà không hay biết chúng tôi vào. Trên đường về, thằng chậm cao hứng luôn chạy trước, cô Trinh thì yên lặng chẳng nói gì. Tôi hỏi, cô con thấy cô luôn luôn như là muốn khóc khi nghe ông cụ kể chuyện ông ngoại cô đồng cảm với ông sao phải còn con tuy rằng con không xếp ông vào loại bám mấy đàn bà nhưng mà nói sao thì ông cũng là người lợi dụng người phụ nữ để vinh thân phì ra còn vốn không tôn trọng người như vậy mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh cha cô và cha con đều là những người ở rể họ ở rể không phải vì họ không có chỗ ở mà vì họ thương vợ con của mình. Họ cũng không sống bằng tiền bạc của nhà vợ. Ông ngoại con là trường hợp đặc biệt hơn. Nếu như ông cứ chấp nhận cuộc sống nổi trôi theo số phận mà không tìm cho mình bước đột phá thì cha và đàn em của ông có ngày nay sao con? Ông ngoại con có thể bù đắp cho mẹ con những thiếu thốn của tình cha hay sao? Ông đã đi theo hướng khác, hy sinh mình mặc cho dư luận miệng đời, mặc cho người ta phỉ nhổ là hạng đàn ông bám váy đàn bà để gia đình mình có được cảnh ấm no. Theo cô, đó là việc làm cao cả, đáng kính trọng. Và ông ngoại con cùng đàn em của mình cũng không ngồi mát ăn bát vàng, ai có việc nấy. Một thời gian dài ông con phải ra đường tìm khách, ông và các em của ông đã bỏ công lao động của mình cầm sinh mệnh bao nhiêu người để sống. Điều này là nhờ vào bà vợ của ông, nhưng đó cũng là cách bái kiếm tiền không có người tin cần bà dám đổ tiền tỷ ra mua đội xe du lịch sao con họ giữ sinh mạng của bao nhiêu người mà sống bằng tiền lương của bà và tiền boa của khách đồng tiền hết sức trong sạch do họ làm ra sao gọi là bám máy đàn bà ông không lừa dối bà chỉ là không dám nói ra sự thật sợ lầm tổn thương người vừa là vợ vừa là ân nhân của mình ở hoàn cảnh của ông con ai có thể để tâm trí mình bình an vui vẻ được cô hoàn toàn hiểu và thông cảm cho ông khi mà nghe tin mẹ con bệnh nặng cho đến lúc qua đời vẫn không được gặp ông. Nỗi ân hận đó luôn ám ảnh và giằng xé con tim ông hàng ngày. Sao có thể bình an hạnh phúc khi con của chị ấy luôn oán hận ông? Nghe lời cô đi, Thùy à. Tha thứ và thương yêu ông ngoại. Như vậy chị em con sẽ có thêm người thương mình vô điều kiện. Cô đã nói với lòng mình, nếu ông chấp nhận cô, cô sẽ gọi ông là cha, không đắn đo suy nghĩ gì hết. Ông xứng đáng là cha, là ông của chúng ta mà. Những lời cô nói tác động sâu sắc đến trái tim và trí óc của tôi. Tôi bùi ngồi nói với cô. Vậy từ mai cô cũng sẽ cùng chị em con vào ở với ngoại ha? Đúng vậy, cô sẽ vào nấu cơm cho cả nhà ăn. Vậy không giao đồ kịp sao cô? Kịp chứ con. Hôm nay cô may cũng dự trữ nhiều rồi. Cô phải ra cho cô Thanh nữa mà. Cô Thanh bán chậm hơn ngoài xốp Nói chung là cô lo được. Chuyện nhà quan trọng hơn. Tôi và cô về tới nhà thì chậm đã kể cho cha tôi nghe hết mọi chuyện. Ông nói mai chị em tôi vào trước còn ông và cô Trinh sẽ vào sau. Cả ngày thằng chậm cứ bồn chồn trông giết tới tối. Sáng này khi ra phụ bán với bà nội, nó tủ thì với bà mọi chuyện. Trời ơi, con trai gì mà nhiều chuyện hết biết luôn. Xong rồi nó kết luận. Vậy nha nội, chị em con nộp đơn xin nghỉ vài hôm, chừng nào ông ngoại đi, tụi con sẽ trở lại. Còn muốn coi ông ngoại dùng cách gì để chị ông ba với thằng cha kích này. Bà nội tôi cười chết với nó, nhưng phải công nhận nó càng lớn càng có duyên. Tôi tin khi ông ngoại gặp nó, ông sẽ khôi khỏa rất nhiều. Đến tối lại, Chị em tôi chở nhau vào nhà ông ba. Ông ngoại đã về và ông bà cụ cũng có mặt ở đó. Đường vào nhà ông ba, nhỏ xíu, đá lô nhô mà lại tối thui. Chị em tôi phải xuống xe rất bộ. Nhưng trong nhà ông thì đèn sáng choang. Con cái của ông chắc gom về đủ mặt. Mấy con chó sủa nhoi trời. Chị em tôi len lén đứng ngoài chưa dám vào. Chúng tôi nhìn ông ngoại từ xa. Ông ngồi đó, bên cạnh bà cụ, tạ người cao lớn, mặt mũi phương phi, nhưng đầu bạc trắng. Đang say sưa nhìn ngắm, ông ngoại mình. Bỗng nhiên tôi thấy ông giận dữ, đập tay cái dầm xuống bàn, đứng dậy, gầm lên. Tôi bây rất quá đáng. Tao đã dùng tình cảm nói chuyện mà bây không lọt lỗ tai được thì đừng trách sao tao dùng biện pháp cuối cùng. Dạo một người đàn bà, biện pháp gì nữa? Ai đấy để có cuộc sống của mình, không ai được quyền sai khiến ai hết. Luật pháp không cho phép. Giỏi lắm, không hồ là có con làm chủ tịch huyện, thím muốn nói chuyện luật pháp chứ gì được vậy thì hôm nay tôi sẽ đem chuyện luật pháp ra mà nói với thím này ông chủ tịch hãy lắng nghe và thử phán xử coi sao. ngày lúc cao trào thì cha tôi chờ cô trinh vào tới tiếng xe và đèn của xe làm kinh động bầy chó nhà ông ba bọn chúng sủa ầm mỹ vang một góc trời bà ba và cô con gái của bà bước ra nhìn nhưng cũng chẳng ai thèm la chúng một tiếng được sự đồng ý ngầm của gia chủ đám chó nổ lên sủa dữ dội thằng chậm miệng mồm lanh lợi vậy mà đứng trước bầy chó không biết mấy con thì co rúm lại nép vào lưng cha tôi tôi thầm lo trong bụng trước tình hình này ông ngoại đang thất thế cha con tôi và cô trinh xuất hiện có đúng lúc không nếu như mọi việc thất bại cô trinh sẽ nói với bà hai và ông kích như thế nào nhưng cô trinh đã chọn song hành cùng cha tôi có thể cô đã lường trước hậu quả Công lắm thì cô bỏ cái nhà không nhận lại chứ có gì đâu. Bà ba thấy cha con tôi, quay sang gắt với ông ngoại. Thì ra, anh cố tình tập hợp mọi người lại đây, để ép buộc thẳng kích. Anh tin tưởng vào điều gì mà cầm chắc phần thắng như vậy chứ? Ông ngoại nhìn thấy cha tôi cúi đầu, chào ông, bèn đưa tay lên. Người ta không hoan nghênh mình, nên các con đừng bước vào nhà chào hỏi gì cả, hãy đứng ngoài thềm lắng nghe mà thôi. Rồi ông nhìn xuống bàn, nhìn ông ba đang đờ mặt ra, cười khẩy. Mày sống trong cảnh này hả ba? Tao không xấu hổ mà nói cho mày biết. Tao đây, một thằng sống bên vợ, dùng đồng tiền của vợ để tạo ra cuộc sống no đủ cho cả một đại gia đình. Nhưng tao không hèn kém, không lệ thuộc đàn bà. Tiếng nói của tao bao giờ cũng có giá trị nhất định trong gia đình. Còn mày, tài sản mày đang nắm giữ là của cha mẹ mày để lại. Mày nuôi vợ con cũng từ mảnh đất này, từ sự giúp đỡ của vợ chồng tao vậy thì con vợ mày sao có quyền lớn giọng với anh chồng như vậy chứ sao nó có quyền thay mày quyết định mọi chuyện như vậy ông ba lừ đừ nói chậm chậm bà nhỏ chuyện con cái là chuyện của đàn bà mà anh vậy sao vậy là nó toàn quyền quyết định về chuyện dựng vợ gà chồng cho con à này thím tôi hỏi thím có phải thím đã một lần đi cưới vợ cho thằng kích rồi không à bà hỏi cũng bằng thừa lúc ấy nghèo khổ quá chính thím mở miệng xin vợ chồng tôi đôi bông cho dâu kia mà anh nhắc chuyện này để làm gì? Để đòi đôi bông hả? À? Đôi bông là vợ chồng tôi đã cho cháu rồi. Dù có nghèo sát đất tôi cũng không bao giờ mở miệng đòi lại. Dù tôi biết rằng bây giờ thím dư sức trả cả chục đôi, chứ đừng nói là một. Điều tôi muốn nói là, thím đã cưới vợ cho nó xong. Vậy hai đứa nó đã ly dị rồi, sao mà thím định để nó cưới thêm vợ khác? Bà ba cười ha hả, tiếng cười rội vào tim tôi nghe bức bối khó chịu vô cùng. <laughs> Anh nói mà không nghĩ trước, nghĩ sau gì hết. Con vợ nó chết đã lâu rồi, chẳng lẽ anh không biết sao? Chết rồi, về bàn thờ đâu? Cúng dỗ ngày nào? Chuyện đó bên nhà nó lo. Bà xui lãnh nuôi đứa nhỏ thì lãnh cúng dỗ mẹ nó chứ. Có luật như vậy nữa sao? Nhưng tôi đã tìm hiểu rồi. Bên nhà đó cũng chưa từng thấy mộ con gái của họ. Con trai của thím bây giờ làm tới chủ tịch cả một huyện lớn như vậy. Nhân thân của vợ mình lại không rõ ràng, khai man lý lịch cả. Có thể chúng đã chia tay nhau rồi mỗi người một đường, cũng có thể con kia đang định cư xứ người, mà cũng có thể là nó đã giết vợ giấu xác. Điều gì cũng có thể hết. Anh nói bậy bạ gì vậy? Anh đừng quên mình là trưởng bối của nó, trong lý lịch của nó có cả tên của anh nữa đó. Tôi nói ra điều này, để cho Trinh hiểu được, phía sau thằng kích vẫn còn có những ẩn số chưa giải được. Không thể vô cớ lôi con gái người ta vào phiền phức. Nếu nó thuận lợi cưới cô Trinh kia, lỡ đâu ngày nào đó con vợ quay về thì sao anh là loại ruột đề ngoài da anh già rồi mà không chịu an phận lại mối mặt đứng ra dành gái cho chồng của con rơi đã chết của mình sao ông ngoại giận tím mặt thím cẩn trọng lời nói cái thằng ruột đề ngoài da này đã đem đến cho chồng con thím sự ấm no cũng nhờ cái thằng này mà nguyên miếng đất to lớn đây chẳng có ai dành với vợ chồng thím hết mặc cho anh em chúng tôi cơ cực lăn lộn tìm miếng cơ manh áo nơi phồn hoa đô hội. Vợ chồng thím vẫn ung dung hưởng hoa lợi từ miếng đất này. Ruột để ngoài ra sao? Dành gái cho chồng đứa con rơi đã chết. Những lời tàn nhẫn độc địa như vậy mà thím cũng mở miệng nói ra được. Thật đáng khinh. Tôi sai chỗ nào? Thím luôn đúng mà. Bà nãy không phải tôi đã nói rồi sao? Thằng kích bây giờ có địa vị. Có tiền bạc, Biết bao cô gái thanh xuân muốn ứng cử vào vị trí bà chủ tịch. Nó và cô Trinh cũng chưa có mối tình. Cô Trinh thì đã có người trong lòng rồi. Đầu tiên là tôi khuyên cháu mình không nên lấy người chẳng thương nó làm vợ. Kể đến thím gọi con đào là con rơi của tôi cũng không sai. Nhưng là bậc trường bối. Nói như vậy, có phải là đã xúc phạm vong linh người quá cố hay không thím ba? Thím nói cho cùng, với nó cũng là người dưng thím không thương nó tôi hiểu và thông cảm nhưng nó có đe dọa cuộc sống của thím bao giờ chưa trong họ tộc nhà chồng thím có thấy ai bị mất tình cha từ thuở mới sinh ra ngoài nó chưa nhà thím mà sát bên nhà đó, thím chứng kiến cảnh nó sinh ra và lớn lên thím cũng nhìn thấy nó giống tôi y như đúc phải không thím đã là mẹ của năm đứa con thím hiểu tình yêu đối với đứa con bị thiệt thòi ra sao chứ à mà có thể thím sẽ không hiểu nổi vì thím chỉ coi trọng đứa có tiền. Phải, đứa con rơi của tôi đã chết, nhưng vẫn còn lại hai đứa cháu rơi. Mà tôi nhất định sẽ bảo vệ chúng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi có thể mặc kệ cha nó chấp nối thêm với ai, hoặc là ở vậy nuôi chị em nó. Nhưng một khi nó muốn người đó thay thế mẹ mình, thì chính tôi sẽ tọa nguyện cho cháu tôi bằng bất cứ giá nào. Anh nói mạnh miệng như vậy, sau này ân hận nếu như tụi nó bị cảnh mẹ ghẻ con chồng thím lo nhân vật cô trinh này sẽ bạc đãi con chồng mà vậy sao thím còn nhất định cưới cho thằng kích bằng được lẽ nào thím không sợ cô sẽ đối xử bạc ác với cháu nội của thím sao thằng kích mà anh so với thằng hậu hả à? một người là chủ tịch huyện một kẻ là đứa giữ xe khác nhau về trình độ về tư cách về ngoại hình so sánh khập khiễng như vậy mà cũng so sánh được ông ngoại nhún vai khinh bỉ Tại sao tới bây giờ tôi mới nhận ra thím là loại người này nhỉ? Thôi, bây giờ không nói gì nhiều nữa. Nặng hơi, mỏi cổ quá. Nè ba, mày chuẩn bị cho tao cái nền nhà tương đương một phần mười miếng đất này, để tao cất cái nhà sau này về quê dưỡng già. Mọi người sừng sốt, ông ba cười hì hì. Anh nói chơi hả anh hai? Hay là giận quá hóa dại rồi? Lúc còn trẻ tao đã không hề nói chơi. Bây giờ có tuổi rồi lại nói chơi sao mày? đất cha cho tôi hết rồi giờ anh đòi lấy một phần mười là sao mày không phát hiện ra vì sao bao lâu nay mày chỉ có thể cầm cố đất mà không bán được sao tại tôi không bán chứ sổ đỏ tôi đã đứng tên rồi mày uống cho mày có con là chủ tịch huyện nếu nó là chủ tịch xã chắc mày đã biết rõ là vì trước khi chết cha đã làm di trúc một tờ còn lưu lại trên ủy ban trong đó nêu rõ để mày tạm thời đứng tên chủ sở hữu nhưng chỉ được canh tác chứ không được sang nhượng cho người ngoài, và bất cứ đứa con nào của cha cũng đều có quyền về lấy phần của mình để cất nhà và sinh sống. Tôi tao cũng đã nghĩ đến công mày gìn giữ đất đai và mồ mả ông bà bao lâu nay, nên vấn đề mày canh tác mấy chục năm chưa đứa nào có ý tranh giành. Mặc dù mày biết rõ, tôi nó đang chen chúc nhau cùng trong một ngôi nhà mà chị hai mày đã bỏ tiền ra mua. Mày cũng biết rõ thằng tám và vợ nó đang ở nhà thuê vì việc làm ăn của nó là mua bán phế liệu dưới quê gọi là ve chai lông vịt đó vậy cả nhà nó có thể về đây là ban được mà con tư và con bảy chưa có chồng con chị em nó cũng có thể về quê lấy một miếng đất ngoài mặt tiền để mở tiệm tạp hóa hoặc và tụi nó kéo nhau hết về quê nhà trên đó sửa chữa lại cho thuê tiền thuê chia đều cho chị em nó sống cũng được vậy mày nhưng máu chảy ruột mềm làm như vậy là cắt đứt nguồn sống của mày Nên không đứa nào làm Mà tao cũng không cho Nhưng mà vợ chồng mày thừa biết Chỉ cần tao nói một tiếng thôi Là tụi nó sẽ nghe lời giam giáp Tụi nó không phải như mày Và mấy đứa em dâu kia cũng không dám trả lời tay đôi với tao Như con vợ của mày bây giờ Thì ra bao nhiêu năm nay tôi ở đây Chỉ là công cất. Mày hối hận hay gì Công cất mà đã sử dụng cả mẫu đất Suốt mấy chục năm dài lúc tụi tao rời đi thì mày vừa mới có vợ bây giờ con trai lớn của mày đã bao nhiêu tuổi rồi đứa út bao nhiêu cháu nội ngoại mày bao nhiêu nếu như mày biết điều biết mở lòng ra một chút biết nghĩ cho người khác một chút thì mày vẫn còn sở hữu đất đai này có thể để lại cho đời sau nhưng mà con vợ của mày đối với người anh đã hy sinh tất cả cho đàn em của mình một câu cũng chẳng nhịn tao nắm thóp của tao chứ gì mày nên nhớ ngoài vợ tao ra tất cả những người trong gia đình mình ai cũng biết chuyện cả. Đừng nghĩ đến việc hù dọa tao. Một khi tao đã đi đến nước cờ này thì đồng nghĩa với việc chấp nhận hậu quả. Cứ đến trực tiếp gặp vợ tao mà khai ra rằng tao có đứa con riêng. Nhấn mạnh cho vợ chồng mày nghe rõ là đứa con riêng chứ không phải con rơi. Khai đi. Sau đó vợ tao sẽ tịch thu lại ngôi nhà. Tất cả anh chị em sẽ trở về cái máng lợn ngày xưa. Chín đứa giờ còn tám. Đất chia ra làm mười phần mỗi đứa một phần, một phần là thổ mộ, một phần là hương hỏa. Mày thì không lo rồi, vì có con là chủ tịch mà, phải không? Thằng chậm nghe hình như sướng lỗ tai, nó nhún vai suýt xoa. Ê, hey, mình khoái ông ngoại quá trời luôn chị ơi. Thật lòng, tôi cũng ngưỡng mộ ông. Nói năng lưu loát, rành mạch và có lập trường chính kiến rõ ràng. Nhưng khoan vội kết luận, vì mọi việc chưa ngã ngũ mà. Đến từ nãy giờ, mới nghe ông kích lên tiếng, Sao bác lại cản tẩu giao máng vậy bác hai? Vì muốn tác hợp cho người ngoài mà bác đối xử với em ruột của mình như vậy sao? Người ngoài hả? Cha của cháu ngoại tao mà là người ngoài hả? Theo lẽ thường, con gái mình đã chết. Đương nhiên mình muốn thằng rể nên gà trống nuôi con để tránh cảnh mẹ gà con chồng. Đằng này, bác chưa biết gì về Trinh mà vội vàng muốn tác hợp cho họ. Bác không nghĩ tới con thì cũng phải nghĩ cho hai đứa cháu của bác chứ. Muốn thằng rể mình ở à, vậy nuôi con là những người bảo thủ, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, thằng hậu nó còn trẻ, nó cũng phải tìm người bầu bạn về sau. điều này thì mày nói đúng này. đó là tao không biết gì về trinh mà muốn tác hợp cho hai đứa nó. chỉ cần nhìn thấy mày và mẹ mày nhất định tranh giành trinh cho được, là tao thấy nó đã có ưu điểm rồi. nhưng nói thêm cho mày biết, là vì hai đứa nhỏ nó rất muốn người thay thế mẹ nó là trinh, nên mới khiến tao đưa ra quyết định này. bác làm vậy là ép cha mẹ con vô đường cùng, không nhận lời bác không được, mà nhận lời bác thì khác nào làm vỡ tan hạnh phúc của con. hạnh phúc hả? Trinh có thương mày không? Hai đứa thề non hẹn biển với nhau chưa? Chưa chứ gì. Nhưng nó đã hứa hẹn với thằng Hậu rồi. Mày không cam tâm vì về mặt nào cũng hơn thằng Hậu. Tại sao nó lại không chọn mày mà lại chọn thằng Hậu phải không? Này con, bác dạy cho con biết một nguyên lý tình cảm. Đó là hãy để đôi bên tình nguyện. Nếu như có ép duyên, thì cũng chính là do cha mẹ mình ép. Đừng vì một lợi ích nào đó mà cam tâm thỏa thuận với người ngoài con trèo lên tới vị trí này cũng không đơn giản gì cho nên tốt nhất đừng để người ta nắm thóp chuyện vợ con con còn chưa rõ ràng nay lại bị tin đồn rằng con đã thỏa thuận với người mở ác độc của con trinh để ép duyên nó lời đồn này bị tung ra thì con chắc chắn sẽ bị điều tra sau đó là bao nhiêu hệ lụy tiếp theo con đoán được không bác hăm dọa con sao hăm dọa hả hăm dọa để làm gì là tao lo cho mày chứ chuyện này tao sẽ giải quyết bằng cách cắt đường sống của cha mẹ mày thú thật ban đầu khi về đây tao nghĩ là chỉ cần nói rõ ràng với nhau thì mày sẽ vui vẻ từ bỏ để anh rể mình toại nguyện các cháu mình vui mừng tao hoàn toàn không lường trước được thái độ của mẹ mày nên mới đi đến nước cờ cuối bây giờ không phải là lúc đôi co nữa tao cũng làm biếng tranh cãi với người không hiểu chuyện lắm rồi để cha mẹ mày và mày có thời gian suy nghĩ và bàn bạc với nhau một ngày tao sẽ ở nhà bà út kỳ hẹn sáng mốt tao phải nghe câu trả lời nếu không bữa kia tao sẽ lên ủy ban đối chiếu di trúc và nhận lại phần đất của các anh em. Ông bà ba mặt cắt không còn chút máu, ngồi in du chẳng phản ứng gì. Bà cụ tứ từ lúc chị em tôi đến tới giờ cũng làm thinh lắng nghe. Bây giờ mới lên tiếng. Chuyện này cũng không phải là lớn lao gì. Anh em bay nên giải quyết êm đẹp, đừng để nồi ra giáo tịt nghe không? Tôi đã ưu tiên để tôi nó tự tròn bà gì. Tôi làm anh, không bao giờ chèn nếp em mình. Nhưng tôi nó cũng không thể thấy tôi nhường nhịn rồi leo lên đầu, lên cổ tôi được. Ông bà hấp hai mắt nhìn bà ba, những qua nhứng lại, rồi nhìn ông ngoại, sau đó lại nhìn bà ba. Tôi nhận ra ngay ông muốn bà nói xin lỗi ông ngoại, nhưng bà ta có cái kiểu sang chảnh của một bà mẹ đảng viên chủ tịch huyện. Bà nhìn ông ngoại, thái độ không còn hống hách như trước, nhưng giọng nói vẫn đầy cay cú. Vậy bây giờ ý anh muốn sao đây? Nói suốt mấy tiếng đồng hồ thì vẫn chưa hiểu ý tôi muốn sao à? Tất nhiên tôi hiểu chứ. Nhưng nếu như tụi tôi đồng ý kêu thằng kích rút lui thì sao? Có phải trước sau gì anh cũng sẽ lấy lại đất chứ gì? Vậy tôi ra yêu sách này để làm gì? Nó gật đầu một cái, viết cho tôi vài chữ làm tin thì tôi sẽ là người đầu tiên tự gạch tên mình ra khỏi phần thừa kế. Và những đứa còn lại, vợ chồng tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho nó mua nhà trên đó. Hễ đứa nào có nhà thì lập tức về rút tên đứa đó ra cứ tin rằng cuối cùng miếng đất này sẽ hoàn toàn do chú tím cai quản và chủ quyền thật sự. Bà ba thở phào, mặt ông ba cũng giãn ra, nhìn ông kích. Giờ tới phiên con đó kích cây Ông kích hít một hơi thật sâu rồi bước ra thềm kéo tay cô Trinh vào nhà. Ông cay cú nhìn cô Trinh. Em thật sự đã chọn thằng hậu rồi sao? Cô Trinh còn năng lừng khừng thì ông ta vội vã nói. Em cứ mạnh dạn phát ngôn. Nếu em nói rằng không phải, thì bất cứ chờ ngày nào anh cũng san bằng cô trinh rút tay lại tiếng nói trong trẻo nhưng rõ ràng phải em và anh hậu quen nhau đã lâu đã hứa hẹn khi cha em còn sống cha mất rồi tụi em hẹn sau khi mãn tang sẽ cưới nhau nhưng vợ hai buộc em phải lấy anh thì mợ mới chịu trả lại cái nhà của bà ngoại cho cha em mà mợ đã sang đoạt trước khi mất cậu hai cũng đã biểu mợ trả lại cho em em vì cái nhà đầy kỷ niệm với bà ngoại và cha mẹ nên hứa đại với mợ rồi định có dịp nào đó sẽ thú thật với anh. Nhưng bây giờ chuyện đã tới nước này rồi. Nếu anh không giúp vô điều kiện, thì em đành bỏ cái nhà đó thôi. Kích thất vọng ngồi phịch xuống ghế. Thì ra là vậy. Đã em chỉ lợi dụng anh thôi. Em không lợi dụng ai cả. Vì chưa nói với anh thôi chứ không phải là giấu anh. Anh chưa từng hỏi em có gì với anh Hậu không mà. Em cũng chưa phủ nhận quan hệ với cha con anh Hậu bao giờ. Nó hơn này cái gì? Sao em lại chọn nó? tình cảm mà cơn đau đông đếm tính thiệt cho so hơn được sao anh bây giờ anh đã biết hết rồi thì em cũng đành bỏ cái nhà thôi anh không hèn kém như vậy anh sẽ lấy lại cái nhà cho em coi như là quà cưới yên tâm mà về đi từ nay anh chỉ đến tìm em vì thủ tục sang nhựa cái nhà thôi anh sẽ không tranh giành với thằng hậu nữa em thành thật cảm ơn anh anh là người tốt người tốt anh không dám nhận chậm kề tai tôi nói nhỏ chị cha ông là em của cha mẹ mình vậy ông phải kêu mẹ mình bằng chị Kêu cha mình bằng anh chứ, sao hôm rồi ông kêu bằng dượng kỳ vậy chị? Ai biết đâu, mà ông kêu gì thế kể ông đi, cưng thắng rồi. Ông ngoại thắng chứ mình có nói được câu nào đâu mà thắng. Tôi khều nó, ra giống im lặng, vì thấy ông kích tiến lên gần ông ngoại. Con đã hứa với Trinh rồi đó, con bỏ cuộc, vừa lòng bác chưa? Bây giờ bác muốn con làm gì nữa để không động tới cha mẹ con? Vừa lòng bác chưa? Mày làm như bị tao ép uống vậy, chứ không phải chính nó từ chối mày hay sao? nhưng đó là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với lời hứa của mình huống hồ mày lại là người đứng đầu một huyện ta muốn gì hả muốn hai điều nhưng chỉ nằm trong một điều duy nhất đó là mày phải thực hiện lời hứa với trinh không xen vào tình cảm của nó điều ta muốn chỉ có vậy nhưng bên cạnh đó mày vẫn phải thực hiện giao kết với trinh vì mày đã tuyên bố với nó mình không phải là người hèn kém sẽ giúp nó lấy lại căn nhà vô điều kiện được chưa được được nhưng không thể hứa xuông phải viết cho ta một lời cam kết có cha mẹ mày và trinh ký vào đó là nếu mày sai lời với tao thì tao cũng sẽ sai lời với mày thế thôi Giờ giấy tao không nhờ tới ông bà út của mày vì cha mẹ mày và mày sẽ nghĩ rằng dì ấy một bụng với tao nên hãy để dì ấy ngoài cuộc đồng ý thì làm liền đi ngày mai đích thân tao sẽ đi lên ủy ban xã rút tên khỏi danh sách thừa kế sẽ không kinh động đến ai để không làm mất uy tín của cha mẹ mày còn mày với tư cách là chủ tịch huyện muốn tìm hiểu sự thật ra sao thì tùy mày còn sẽ làm giấy cam kết với bác. Mong là bác giữ lời. Tao đẻ ra mày được như mày. Tư cách của tao đứa trẻ danh như mày phán xét được sao? Kích viết xong giấy cam kết rồi. Ông ngoại đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe rồi bắt ông bà ba ký tên vào người làm chứng. Sau đó là cô Trinh. Nội dung tờ cam kết y như lời ông ngoại nói. Dù câu văn của ngài chủ tịch không suôn sẻ như trong tưởng tượng của tôi. Ông ngoại xem lại một lần nữa rồi gấp làm tư, bỏ vào túi áo, đứng dậy nói với ông bà cụ. Mình về đi gì dưỡng? Bà ba chề môi. Đúng là ỷ giàu có nhà lầu xe hơi. Sợi, nghĩ ra anh cũng chẳng tốt lành gì. Tôi thì có gì mà tốt lành thím. Tôi có con rơi, phụ bạc người nghèo để cưới vợ giàu, bám với đàn bà. Hàng người này coi vậy mà được làm anh của một đàn em ngoan, đứa nào cũng răm dấp nghe lời. Lại sinh đâu ra thằng em trời đánh này. Hồi đó nó hiền lành nhất nhà, nên cha mới tin tưởng giao nhà cửa đất đai mồ mả mà ông bà cho nó. Nhưng từ khi có thím về coi bộ khác rồi à nha. Ý ảnh muốn nói tôi ảnh hưởng anh như chứ gì? Tôi đã nói thẳng ra rồi, còn muốn gì nữa? Rồi bỗng nhiên ông nổi trận lui đình, chỉ vào mặt ông ba hét lên. Mày ngồi im đó để cho con vợ mày nó mệt thị tao với hả? Khốn kiếp, mày không biết dạy nó, để tao dạy nó. Gặp con vợ tao là thiệt với mày, dù tao mang ơn nó, nhưng nó xúc phạm đến người trên trước tao cũng đập chết mẹ nó luôn. Cả nhà hoàng kinh, mọi người đều đứng bật dậy sẵn sàng can thiệp vì sợ ông ngoại đánh bà ba. Bà ba mặt đỏ bừng bừng, hung hồ sấn tới. Anh nói vậy, là anh xúi anh đánh tôi hả? Anh muốn phá hoại gia đình tôi chứ gì? Khỏi xúi, chính tôi sẽ dạy cho thím biết thế nào là kính trên nhường dưới. Thím chẳng là cây đinh gì trong nhà đây. Thím cũng chẳng có tài sản gì để mang về đây. Vợ chồng bao nhiêu năm nay, chỉ có cầm cố đất chứ chẳng mua thêm một miếng nào. Thím không bằng bất cứ một đứa con dâu nào trong nhà, nên thím cũng chẳng có tư cách mà lên tiếng ở đám đông. Vậy một năm mấy lệ dỗ là do chó làm để cúng hay sao? Ồ, thím nói sao không thấy ngại miệng vậy? Có dỗ lần nào mà thím xuất tiền túi ra không? Là anh em tôi đưa tiền trợ thím mời khách lấy tiền riêng. Điều này thím thấy có ai nói tới không? Lẽ ra thím nhận tất cả đất đai phải là lo hương họa, nhưng chúng tôi không để cả nhà thím bị thiệt. Mà hôm nay muốn kể công là kể làm sao vậy? Bà cụ tứ thấy tình hình căng thẳng quá, bèn kéo tay ông ngoại, Thôi, hai ơi, một câu nhị chín câu lành. Giả hết rồi, đôi có với nhau làm chi? Còn vợ thằng ba, bày bất bất cái miệng lại, sao nói câu nào cũng khó lọt lỗ tai vậy? Thằng ba, bộ mày câm điếc rồi hay sao? Ông ba chán nản. À, tôi mệt quá rồi gì ơi, làm biếng tranh cãi. Tranh cãi gì nữa? Mày ngồi im như vậy khác nào thị tiền cho con vợ nó nói. Nghe lời tao đi, chuyện đã giải quyết xong rồi thì từ nay anh em vẫn là anh em, biết chưa? Qua lần này tôi sẽ dứt cha mẹ tôi về chén cho thằng út cúng. Không cần nó nữa. Nó ngon. Ở lại đây không làm dỗ ba ông và một bà nội. Coi có yên với mấy cô hay không thì biết liền. Thôi. Về hai ơi. Ông ngoại hiên ngang bước ra. Ông bà vẫn ngồi im không tiễn. Thằng chậm te tái trải lại ông. Khoát tay ông lên cổ và vai nó. Giống như nó đang dìu ông đi vậy. Mình về đi ngoài. Con thấy ngoài mệt. Con cũng nóng ruột quá trời. Ông vừa đi vừa cười khùng khục trong miệng. Móc túi đưa mấy tờ giấy tiền cho cô Trinh Rồi nói với cha tôi Hai đứa ra chợ kiếm gì ngon ngon Cho cả nhà cùng ăn Cha đói bụng dữ lắm rồi Bà cụ ngạc nhiên Ủa mày về lúc nào Tụi nó không mời mẹ ăn cơm hả Nó đuổi tôi đi còn không kịp Chứ ở đó mà mồi ăn cơm <laughs> Cô Trinh trả lại tiền cho ông Giọng nói chiều mến Tôi con lo được mà Cha cất tiền này vô đi Ông ngoài ngạc nhiên Cảm động nhìn cô Trinh Chắc là ông bất ngờ khi nghe cô Trinh gọi ông bằng cha. Tuy nhiên ông nhất quyết nhét vội tiền vào tay cô. Đã gọi ta bằng cha thì phải nghe lời. Coi như hôm nay cha đãi cả nhà ăn thịnh soạn, cầm lấy và không được cãi. Giọng nói đầy quyền lực của ông làm cô Trinh tắt đài. Vậy là cha tôi chở cô Trinh đi trước. Tôi dắt xe theo đoàn người đi bộ về nhà bà cụ. Ông cụ cười. Cũng may lần này con lá bùa hộ mình là di trúc của anh hai. Không coi bộ khó ăn nói với mẹ con nó à? Dì Trúc gì Dượng ơi, tôi xạo đó. Sao? Xạo hả? Mọi người dừng chân lại chố mắt nhìn ông. Ông cười khì khì rồi bước đi. Về nhà nói cho nghe, ngoài đường tai vách mạch rừng Dượng ơi. Ông cụ lắc đầu, vỗ vai ông ngoại. <laughs> hết nói nổi mày luôn. Về đến nhà bà cụ rồi, ông cụ xịt đèn pin dọi cho bà mở cửa. Thằng Trậm bội buông tay ông ngoại ra, dắt chiếc xe đạp vào nhà. Bà cụ mở hết các đèn ở trong nhà sáng choang ông cụ và ông ngoại ngồi xuống bộ sa lông bằng gỗ đặt cạnh bộ ghế giữa ở phía trước tủ thờ ông cụ mở bình châm trà ông ngoại nói mới chậm con để ý coi nếu bà ngoại con qua thì ra dấu cho ông nói ngừng lại để ông kể cho hai cụ và hai đứa nghe ông nói róc về vụ di trúc ra sao chứ để lát nữa cha mẹ con về biết chuyện sẽ coi thường ông mà hai đứa phải giữ bí mật nghe không tôi gật đầu dạ nhỏ con chậm đưa tay lên con móc ngéo với ông nè con thì nhiều chuyện thiệt nhưng mà con cũng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không chứ ông ngoại. Ngoan quá, ngoại khoái con rồi đó nha. Con cũng khoái ông ngoại quá trời luôn à. Hai ông cháu cười ha ha. Tôi phải công nhận tấm lòng của chậm rộng mở hơn tôi nhiều lắm. Nó bộc lộ hỉ nộ ái ố rõ ràng, không màu mè giấu giếm. Nó sống thật, không hình thức, thương ghét rạch ròi. Người như nó sẽ không bao giờ làm hại được ai. Không như tôi, tôi hay để bụng những chuyện vặt vãnh tôi không nói ra suy nghĩ của mình và cũng không mở lòng với người lạ. Hay bởi vì tôi là con gái, là người chị phải luôn cảnh giác để bảo vệ em mình khi không còn mẹ nữa. Hay vì khoảng thời gian trước ở cùng bà ngoại bị những lời mắng trời mỗi ngày, mỗi giờ làm tim tôi chai sạn rồi sao? Thấy chậm cuốn quýt ông ngoại không muốn rời đi, tôi nhắc chiếc ghế mổ ra ngồi khuất sau cánh cửa ra vào, nói với ông. Để con trong chừng cho, chậm nó đeo dính lấy ông nên giờ bắt nó tách ra thì nó sẽ không chịu đâu chị nói xấu mình nha nhưng hôm nay vui mình bỏ qua không tính sổ với chị đâu ông ngoại kể đi ông bà cụ cũng lại ra lông ngồi đối diện ông nãy nghe mày nói tao hết hồn luôn chuyện vậy mà đặt điều được cả à, hay bởi vì trước khi mất cha tôi kêu hết mấy anh chị em lại trăng trối như vậy thằng ba lúc đó cũng nghe mà cái mặt của nó cũng tím tái như hồi nãy nhưng tôi đã nói với nó và mấy đứa em là khi nào cùng quấn lắm mình mới tính tới phương án đó bây giờ mà nói miệng được với con vợ nó sao gì buộc lòng phải dựng lên chuyện di trúc thôi nhưng nếu nó không đồng ý thì tôi làm thiệt đó gì dưỡng mặc dù nó đứng tên đất mấy chục năm nhưng cô bác ai cũng biết đây là đất hương hỏa và không phải cha tôi cho một mình nó tôi tôi có thể về cất nhà cho mỗi đứa bất cứ lúc nào và với cái kiểu khinh khỉnh của vợ thằng ba tôi nghĩ mình nếu lên tiếng thì sẽ có nhiều người ủng hộ đất đai bây giờ có giá nhất là khu này cắt một phần cho đứa nào thì cũng giống như là cắt một miếng thịt của nó. Máu chảy không ngừng, nó chịu nổi sao gì? Rồi, nếu như nó biết thật sự không có gì chúc thì mày làm sao? Ông ngoại cười khà khà. Trước <laughs> mắt tôi đảm bảo với gì, một năm sau nó cũng vẫn chưa biết. Bởi vì mặc dù tôi chẳng có từ chối quyền thừa kế chi hết, nhưng mai tôi sẽ lên ủy ban xã thiệt để xin giấy tạm trú cho thằng Tám. Làm gì nó hỏng theo dõi tôi gì? Thằng Tám lúc nào cũng là mối đe dọa lớn nhất của thằng Ba, vì tám không chịu ở nhà chung đụng với mọi người nó ở nhà thuê chủ yếu là để làm lụng nuôi con ăn học nó nói hoài luôn chừng tụi nhỏ có việc làm thì nó sẽ tìm mua miếng đất ở ngoại ô để dưỡng già phải có nhà cửa đàng hoàng mới cưới vợ cho con được mà bây giờ mua miếng đất đâu có ít tiền gì cho nên thằng ba nó ớn thằng tám lắm tám không có phần trong nhà lớn cũng không có phần ở dưới quê bây giờ mà nó lên tiếng thì chỉ có hai phương án một là thằng ba phải chia cho nó ít nhất là vài trăm mét vuông để nó cất cái nhà Hai là anh em tụi nó phải hùn vô, mua cho nó cái nền nhà khác. Tôi nghe nói mỗi lần vợ chồng thằng Tám về quê, thì con vợ thằng Ba ghẻ lạnh với tụi nó. Gì nghĩ coi, phải nó ngu không? Nó càng tỏ ra lạnh nhạt thì càng chọc cho thằng Tám nổi khùng. Hôm rồi vợ chồng nó về có ghé tao, chuyện này tao cũng có nghe qua. Mà sao mày dám bảo đảm một năm sau nó chưa hay? Thằng Kích là chủ tịch huyện, nó hỏi là biết liền. Nó phải có xây di diện chứ gì, nếu nó hỏi đon hỏi gen vô tình để người ta biết cha nó chẳng có tài sản chi hết. Chỉ là đứng tên dùm cho gia đình, rồi tiền bạc mà tôi cam đoan với gì, chạy trời thằng đó cũng tham mô hoặc là con mẹ nó nhận hối lộ của người khác. Tự nhiên Phật giàu lên trong một nhiệm kỳ 4 năm được sao gì? Nên nó im đi, và nó cũng không làm cho cha mẹ nó tìm hiểu mà hy vọng vào lời hứa của tôi. Nhưng tôi cũng nói tiệt với gì, làm gì làm, tôi cũng sẽ buộc nó trả cho con tư và con bảy một công đất mà mặt tiền phải 20 mét, để chị em nó về đây mở một tiệm tạp hóa dưỡng già. Ơi, ừ, cũng phải. Mà còn chuyện này nữa, mày biết gì về vụ vợ thằng kích sao? Ông ngoại lại cười khà khà. Biết gì đâu mà biết gì ơi, tôi nghe mấy đứa em xì xào bàn tán nên nói ra, ai giải điểm trúng từ huyệt của nó thôi. Thầy chạy mày luôn. Mà tôi nghĩ ra mình cũng may mắn tiền gì, nếu vợ tôi tính nết như con nhỏ này, chắc là mấy đứa em tôi cũng khó sống. Tôi tuyệt không hiểu nổi nó dựa vào đâu mà hống hách với tôi chứ. Hiện giờ nó hơn tôi được cái gì? Con trai là chủ tịch nhưng mà trình độ bao nhiêu? Còn tôi đứa nào cũng có bằng đại học không hơn? Mà sao lại tránh như vậy? Nó không biết vào bộ máy chính quyền thì nhiệm kỳ chỉ có 4 năm thôi sao? Sau khi thất cử nhiệm kỳ 2, nó sẽ ra sao? Hồi đó nó đâu có phách lối như vậy. Bây giờ nó tưởng mình ngon rồi. Mà thôi, Mày hãy nghĩ cho thằng ba. Nghĩ tới thằng đó càng tức nữa. Nó chọn ở đại quê vì nó làm biếng bon chen. Gì công nhận với tôi không? Nếu như nó lên thành phố bây giờ cũng không bằng những đứa kia. Vì cốt lõi nó là thằng lười, ốc bá đậu. Bao nhiêu đất đai đây mà toàn là cho người ta muốn làm. Bên vợ nó chứ ai sao tôi không biết được. Rồi cầm cố, sang bán thì không dám vì sợ tội tôi cản. Thằng kích đi kinh tế mới làm gì có nhiều tiền về chuộc đất cho cha má nó và mua thêm cho nó tôi đã bàn với vợ tôi rồi. Nếu như nó kêu bán, nó bán bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Vì tôi không để đất đai của mẹ tôi thuộc về người ngoài. Dì cũng biết mẹ tôi cực khổ rất nhiều để xám minh đất to lớn, cuối cùng bị bà nội chia năm xẻ bảy. Lúc mẹ tôi bệnh mà cũng không bán miếng nào để thang thuốc, toàn bên ngoại lo. Mẹ tôi chết trong nghèo khổ, nên cha tôi dù có đói khát cũng nhất quyết không bán một mảnh nhỏ. Vậy mà có lúc nó cũng định bán nó nghe gì. Nó bán thì tôi mua, nhưng con vợ đó chắc cũng không nghiên với tôi đâu. Mày là đàn ông, ăn thua đủ với đàn bà làm chi? Muốn gì kêu con tư và con bảy nói chuyện với nó? Con tư hiền lành nhẫn nhịn, con bảy chỉ chỉ em em với nó. Và lại tôi là phần làm em, nên chẳng đứa nào dám hỗn hào đâu. Hồi còn sống, cha tôi cưng con bảy nhất, nên nó nịnh con bảy để lấy lòng cha tôi. Vợ chồng đó mà không có cha tôi với tôi là chết đói từ tám đời vương rồi. Chậm đang ngồi sát bên ông, nó nghe ông nói một cách say sưa. Thấy ông im lặng, nên nó tham gian điền. Ngoại ngoại, Hồi nãy ngoại nói vậy mà dám đánh bà ba không? Còn nghĩ ông dám không? Dám, ông ngoại con, chuyện gì cũng dám làm hết à? Trời ơi, hồi nãy con tưởng tượng ra cảnh ông vỗ bà một cái bạt tay chảy máu răng, y chang trong phim, mà sướng gì đâu à? Nó vừa nói vừa làm động tác minh họa, làm ông ngoại và ông bà cụ cười nghe dần dần. Tôi thấy sự có mặt của chậm thật có ý nghĩa với ba người già. Ngay lúc đó, cha tôi và cô Trinh về tới, Bà cụ kêu tôi và cô xuống bếp phụ dọn lên mâm. Cô Trình mua lẩu dê, cô cười hiền lành nói với ba người lớn. Con nghĩ hoài không biết mua gì, cho nên con quyết định mua lẩu dê. Vì những món khác như bò, gà thì dai nhách, sợ tối khó tiêu hóa. Con đi hơi lâu vì nhờ họ bắt bếp nấu lại thịt dê cho mềm một chút. Ông ngoại khoát tay vui vẻ. Chả nghĩ bây giờ món gì cũng ngon. Vì bữa ăn hôm nay là bữa ăn đoàn tụ đầu tiên mà. Đúng thật là một bữa ăn vui vẻ, thằng chậm lăng xăng chăm sóc cho ông ngoại rồi như chợt nhớ ra sợ ông bà cụ giận nên quay sang tiếp thức ăn vào chén cho ông bà nó hất mặt nhìn tôi mình lo cho người già giao phần hai người trẻ cho chị đó nha thật ra là nó lăng xăng như vậy nhưng chủ yếu là cô trinh lo lắng cho mọi người còn nó thì luôn được bà cụ và ông ngoại bỏ thịt dê vào chén nó cười há há hôm nay ăn nghiêng mặt luôn gì mà có vụ ăn nghiêng mặt nữa đây? nó vừa nuốt thịt dê vừa nghênh nghênh cái mặt lên tạo dáng nghiêng bời này ông ngoại chứ cái mặt thằng băng làm sao mà nuốt thịt dê cho kịp cả nhà cười dần dần ông ngoại âu yếm nhìn nó tội nghiệp đào phải chi nó còn chứng kiến cảnh này chắc nó mừng lắm chắc đôi mắt nó sáng rực như hai đứa con nó hiện giờ đào sinh ra được hai đứa cháu làm ngoại hết sức vui lòng mọi người lặng im mặc niệm mẹ tôi bà ngoại ngay tiếng ngồn nào bên này thì mang đèn pin qua chạy tới khi bà bước vào, không khí bỗng trở nên u ám liền. Ai nấy sợ ngắt. Quả thật bà xuất hiện không đúng lúc chút nào. Thấy ông ngoại, bà thay đổi nét mặt, đoan đà hớn hở. Ủa, ông ngoại tôi nhỏ về hồi nào? Ông cười sợ. À, tôi mới về, bà khỏe không? Tôi cũng không khỏe lắm, ở một mình buồn. Nhưng bà đừng tỏ ra thân thiết với tôi như vậy, tôi không quen. Mặt bà ngoại đơ ra, lúng túng mắc tội. Ông ngoại có vẻ ngại khi nói xong, nhưng bỗng ông ngồi ngay ngắn lại nghiêm trang đạo mạo nói với bà tôi không phải tàn nhẫn để cố ý làm tổn thương bà nhưng mong trong những ngày tôi còn ở lại đây bà đừng tới lui làm gì hãy để mấy đứa nhỏ tới là được tôi không tiện nói nhiều nhưng bà chỉ cần biết là bây giờ có nhiều người không thích tôi nếu như họ nhìn thấy hoặc nghe nói tôi về đây mà cứ gặp gỡ bà hoài thì bất tiện lắm cũng mấy mươi năm rồi bà trước đây mình không thân bây giờ coi như không quen biết đi hai đứa cháu này tôi sẽ không bỏ rơi nó như đã từng không bỏ rơi mẹ nó vậy tôi mong bà hiểu cho bà ngoại thất sắc giọng nói run run mấy mười năm không gặp giờ già cả hết rồi ông còn sợ sao sợ chứ tôi bây giờ có vợ con rồi vợ tôi vốn không biết sự tồn tại của bà hai đứa cháu này dù sao tôi cũng sẽ bảo vệ nó nhưng rồi tôi cũng không muốn quan hệ chi đến bà lý do vì sao chắc bà cũng hiểu tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi trước mặt con cháu cũng nên giữ gìn thể diện cho nhau nước mắt bà ngoại tuôn rơi trông bà thật tội nghiệp tôi hiểu ông ngoại vì sao làm như vậy bà ba là người gốc ở xóm này mà cái xóm này chỉ có mấy căn nhà đường đi vô nhà bà cụ phải đi ngang qua bao nhiêu cái nhà khác cũng như có nhiều nhà khác đi ngang qua ông bà cụ sống ở đây biết có ai thương ai ghét nếu như người ta thấy ông ngoại họ chỉ nghĩ là khách của ông bà nhưng nếu có chúng tôi họ sẽ biết ngay là ông ngoại đã vậy bà ngoại lại cứ đeo dính thì dư luận làm sao mà buông tha bà ba sẽ hay trong tích tắc bà ba mà hay thì hệ lụy khó lường tôi đứng dậy ôm lấy cánh tay của bà nhỏ nhẹ con đưa ngoại về bỗng nhiên bà gạt phát tay tôi ra giận dữ nhìn ông cả đời của tôi đã dở dang vì ông rồi bây giờ già như thế này gặp mặt làm bạn hỏi thăm nhau vài câu, có quá đáng không? Ông thấy tôi đã hy sinh quá nhiều cho ông, nên nghĩ là lúc nào tôi cũng cam chịu chứ gì. Ông sai lầm về tôi rồi ông hay. Vậy bà muốn gì? Muốn ông trả lại cho tôi tuổi thanh xuân. Chị em tôi hoàng kinh, thằng chậm mờ lớn mắt nhìn bà. Nó biết bà khó khăn hay chấp nhặt nhưng không thể đoán ra phản ứng này. Trời ơi, rắc rối nữa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của tác phẩm truyền gió lay lá cỏ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.